Viêm da cơ địa là một căn bệnh rất điển hình ở Việt Nam. Nếu như không điều trị đúng cách và kịp thời thì bệnh rất dễ tái phát lại nhiều lần và người bệnh có nguy cơ sẽ phải sống chung với nó cả đời. Sau đây thì Tuấn và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những biểu hiện và những hình ảnh điển hình của bệnh viêm da cơ địa nhé. Thứ nhất là về vị trí. Với trẻ sơ sinh thì thường xuất hiện từ rất sớm. Vị trí thường là ở má, trán, quanh cổ. Với trẻ nhỡ và trẻ vị thành niên thì thường là do kéo dài từ sơ sinh. Vị trí mắc phổ biến ở các khu vực niêm gốc như là mí mắt, khỉu tay, khỉu chân. Đối với người lớn thì bên cạnh khu vực niêm gốc còn mắc ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Thứ hai là về biểu hiện. Biểu hiện thường là da rất khô và ngứa. Đôi khi có xuất hiện các sần đỏ. Ở giai đoạn cấp thì sẽ xuất hiện thêm tình trạng là viêm, sưng, bội nhiễm, có nhiều mụn nước nông, dễ vỡ. Khi viêm da cơ địa chuyển sang giai đoạn mãn tính thì các vết viêm da dễ dàng bị lichen hóa, tạo thành các mảng cứng, khô, đóng vảy, sần sùi và rất ngứa. Đối với bệnh nhân viêm da cơ địa thì da của họ có khả năng giữ nước rất là kém. Chính vì thế, vùng da đó nhanh chóng trở nên khô, các tế bào da nhanh chóng bị thoái hóa. Các tế bào bạch cầu sẽ được tăng cường huy động tới vị trí da bị viêm để loại trừ các tế bào da chết, đồng thời sẽ giải phóng ra các chất kích hoạt phản ứng dị ứng, tạo nên cảm giác ngứa. Khi ngứa thì sẽ gãi, gãi nhiều gây xước da, làm tăng nguy cơ gây bội nhiễm da. Các vùng da này có đặc trưng là rất mỏng, thường xuyên ma sát với nhau nên tính ổn định của da sẽ kém hơn và dễ mất nước, trở nên khô. Mình tin chắc sau video này bạn đã nắm rõ được các biểu hiện điển hình của bệnh viêm da cơ địa. Hãy thử làm một bài test nhỏ ngay dưới phần bình luận của video này. Tiêm dược sĩ Việt sẽ dành một phần quà cho bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất. Video của mình kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của dược sĩ Việt nhé. Đừng quên đón xem những video tiếp theo về chủ đề viêm da cơ địa của dược sĩ Việt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.